Cho anh hỏi là em đang làm gì được không? Dạ em đang đóng lớp. Em ơi. Dạ bọn em đang đóng một chút kịch xuân chị ạ. Kịch xuân để diễn Tức Liên Tết chị ạ. Em ơi, anh chóng mặt quá, em đứng yên một chỗ được không? Dạ vâng. Chị thông cảm cho bọn em tranh thủ tập tí, có muộn rồi. Cuối năm đến nơi rồi, nhiều việc mắc. Hít nhá, mình cười nhá, mà đừng có đoạn đấy đâu mà. Giờ trời đấy.